Chào các bạn, mình đang có trên tay cái chiếc camera hành trình TS 5K và trong video này thì chúng ta sẽ tiến hành mở hộp để xem cái thiết kế này rồi thông số kỹ thuật, phụ kiện của chiếc TS 5K này thì có những gì. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp cái chiếc TS5K thì thôi để mình bóc siêu cái đã, bóc siêu luôn hàng nguyên siêu và à đây mình sẽ sầm soi chi tiết một chút về phía bên ngoài cái vỏ hộp để cho các bạn tham khảo nhé. Phía trước này thì chúng ta sẽ có tên này TS2K logo Việt Map này. Đây là cái hình ảnh của sản phẩm nhá. Tí nữa thì chúng ta sẽ nhìn được kỹ hơn. Còn ở phía dưới này này, ở đây thì chúng ta sẽ có một số những cái điểm nhấn của chiếc cam. À phía bên này thì các bạn sẽ chú ý là chúng ta sẽ được tặng cái bản quyền Việt Map Live Thì cái này tùy từng thời điểm thôi Hiện tại thì Việt Map tặng nhưng mà sau này có tặng hay không thì mình không rõ nhé Ở phía đằng sau thì chúng ta sẽ tìm hiểu về thông số kỹ thuật xem nào à, Chúng ta sẽ có góc nhìn rộng là 150 độ này Sử dụng cảm biến ảnh của Sony IMX415 này Hỗ trợ định dạng H264, 265 này Hỗ trợ thẻ nhớ này Rồi có ADAS cảnh báo giao thông giọng nói vân vân. Vâng và mình sẽ nói qua một chút về cái cơ chế cảnh báo giao thông của chiếc TS5K. Đấy là nó sẽ báo trước cho chúng ta các cái biển báo giao thông. Ví dụ như thế này, mình đang di chuyển trên đường 300m nữa gặp một cái biển khu đông dân cư chẳng hạn thì ở trên chiếc TS5K nó sẽ báo cho chúng ta là chuẩn bị tới cái biển khu đông dân cư. Và như vậy thì mình sẽ giảm tốc độ để làm sao phù hợp nhất với cái quy định. Kể cả những cái biển khác nữa, ví dụ như là giới hạn 60km hay là biển cấm vượt vân vân. Đấy thì nó đều sẽ thể hiện rõ cho chúng ta và trên chiếc TS5K này sẽ có thêm một cái chức năng ra lệnh bằng giọng nói rất là hay và cái chức năng ra lệnh giọng nói này thì các bạn sẽ sử dụng bằng tiếng Việt nhá hiện nay ở trên thị trường thì các cái hãng khác ấy, đa phần chúng ta sẽ phải ra lệnh bằng tiếng Anh mà không biết là kể cả các bạn nhiều khi giỏi tiếng Anh đi các bạn phát âm chưa chắc nó đã bắt được đấy ở trên ca thì nó hơi khó một chút xíu như vậy còn với cái chiếc TS5K các bạn có thể ra lệnh bằng tiếng Việt tất nhiên là nó chỉ có vài cái câu lệnh thôi thế nhưng mà nó cũng sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều đặc biệt là cái tính năng ghi hình khẩn cấp nhiều khi chúng ta đang di chuyển như thế này ở phía trước có một cái tình huống nào đó các bạn muốn ghi lại khóa và không muốn bị ghi đè đúng không bình thường chiếc cam các bạn sẽ phải vớn lên bấm nút nhiều khi rất là vội. Còn với cái chức năng ra lệnh bằng giọng nói, các bạn chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói bằng khẩu lệnh. Ghi hình khẩn cấp nó sẽ tự động kích hoạt và ghi hình khẩn cấp cho các bạn. Bây giờ thì mình sẽ mở hộp để xem chi tiết về sản phẩm đã. Đây, chiếc cam đây, chiếc cam tí nữa thì mình sẽ xem. Bây giờ mình xem phụ kiện trước đi. Đầu tiên thì các bạn sẽ có camera sau nhé Thì ở cái chiếc cam TS 5K này sẽ các bạn sẽ có một cái camera sau. Và cái camera sau này thì sẽ có độ phân giải là Full HD 1080p và góc nhìn rộng là 150 độ. Đây là theo cái thông số kỹ thuật mà Việt Map đưa ra thôi. Cái sợi dây này thì chúng ta sẽ có sợi dây dài là 5,5 m. ,5. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có một cái sợi cáp nguồn, cái sợi cáp nguồn này chân USB Type C si nhá. Cảm thế hệ mới thì chúng ta sẽ sử dụng cái dây nguồn USB Type C. Si. Rồi tiếp đến thì chúng ta sẽ có một cái sợi dây nối thôi Cái này thì các bạn sẽ cắm vào chiếc ts 5 k Sau đó thì ra hai đầu Một cái đầu là dây cắm sau và một cái dây nguồn thôi Không có gì cả Rồi và ở đây Ở đây thì các bạn sẽ có một cái tàu Ơn rời Việt Map đã thay đổi rồi Trước đây thì Việt Map toàn chơi cái cổng 12V thôi Cực kỳ là khó chịu Thế nhưng mà với cái phiên bản ts 5 k này Thì chúng ta sẽ sử dụng cái tàu này nhá Các bạn có thể cắm qua cái cổng 12V Hoặc là các bạn cắm qua cổng USB trực tiếp đều được À, chúng ta sẽ có thêm một cái đế này sơ cua và một cái túi này sẽ đựng một cái que cậy nhựa cùng với những cái nẹp kẹp giữ dây và ở dưới này dưới này à. dưới này thì chúng ta sẽ có hai cái miếng dán và mình rất là mong muốn việt map thay đổi cái miếng dán này với cái miếng dán kích thước to như thế này thì khi mà chúng ta lắp đặt lên xe ấy, rất là khó chịu các bạn việt map nên để một cái kích thước nhỏ nhỏ thôi vừa đủ để chúng ta dán cam đừng làm cái kích thước lớn như thế này đặc biệt là cam sau nhé mà dán cái miếng dán lớn như thế này khó chịu lắm ấy rồi và đây là sách hướng dẫn sử dụng thì việt mát đương nhiên là thương hiệu việt rồi chúng ta sẽ có hướng dẫn sử dụng hoàn toàn bằng tiếng việt và có màu sắc luôn rất là dễ chịu và các bạn lưu ý ở trên chiếc TS 5K này thì chúng ta sẽ có thêm một cái tính năng hỗ trợ đỗ xe an toàn nữa tuy nhiên thì để mà có được cái tính năng này thì các bạn sẽ phải lắp đặt thêm cái bộ HAV kit cái này là phải mua rời nhé chứ không không muốn sử dụng được đâu nếu như mà nguyên bộ của sản phẩm mẹ thì các bạn sẽ không có bộ HAV kit và khi mà lắp đặt xong cái bộ hát -E ấy, thì nó sẽ có một cái tính năng hỗ trợ đỗ xe an toàn rất là hay cái này thì mình đã có một cái video giới thiệu riêng rồi nếu như mà các bạn quan tâm thì các bạn lên kênh của mình tìm cái từ khóa hỗ trợ đỗ xe an toàn Tuệ minh. thì lúc đấy các bạn sẽ tìm hiểu được chi tiết hơn vâng và đây chiếc ts 5 k của chúng ta đây rồi và phải nói với các bạn đây là cái mẫu đầu tiên của việt map mình nhìn thấy nó có một cái thiết kế sang xịn mịn nhá và các cái thế hệ trước cách đây khoảng 2-3 năm ấy, thì những cái mẫu cam của việt map nhìn cái nhựa nó còn hơi thô cạch cơ thế nhưng mà ở trên cái chiếc ts 5 k thì nhìn đã xịn sò hơn rất là nhiều các bạn ạ à, chúng ta sẽ xăm soi một chút đầu tiên là cái phần đế này phần đế này các bạn có thể quay để chỉnh theo cái độ nghiêng của từng xe nhá và đương nhiên ở trên này thì nó sẽ tích hợp cái gps rồi ở phía đằng trước này thì chúng ta sẽ có cái phần ống kính với cái độ phân giải là 4K Với cái cảm biến ảnh của Sony IMX415 này thì chất lượng ghi hình phải nói với các bạn luôn là khá là tốt đấy Tất nhiên thì mình sẽ có những cái video đánh giá chi tiết về cái chất lượng ghi hình của Vietmap TS 5K Thế nhưng mà dựa trên thông số thôi thì hy vọng là Vietmap TS 5K sẽ có một cái chất lượng ghi hình tốt Giống như là những cái dòng cam khác sử dụng cảm biến ảnh của Sony IMX415 rồi ở bên cạnh này thì các bạn sẽ có khe cắm thẻ nhớ cùng với chân cắm nguồn thì chân cắm nguồn là USB Type C và ở phía đằng sau này thì các bạn sẽ có cái phần đèn trạng thái này và đương nhiên thì chiếc cam này sẽ có hỗ trợ kết nối Wi-Fi để chúng ta kết nối với ứng dụng Việt Map Break. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có một cái nút cứng thì cái nút này nó cũng giống như là những cái sản phẩm Việt Map khác, nó sẽ có vài cái chức năng khi chúng ta bấm vào một lần hay là bấm vào giữ 3 giây, 5 giây vân vân thì nó sẽ thay đổi các cái chức năng của nó. Vâng và như vậy thì mình đã mở hộp xong cái chiếc camera hành trình Việt Map TS 5K rồi Và nếu như các bạn muốn tìm hiểu chi tiết sâu hơn về chiếc TS 5K này Rất đơn giản thôi các bạn lên Youtube tìm cái từ khóa Việt Map TS 5K tuệ mình Khi đấy các bạn sẽ thấy đầy đủ những cái video mà mình đã làm về chiếc TS 5K để các bạn tham khảo có nhiều video lắm các bạn nhé. Mỗi một cái chức năng, mỗi một cái tính năng về T5K thì mình đều làm riêng để cho các bạn có thể tìm hiểu được chi tiết hơn. Và nếu như các bạn thấy cái sản phẩm này phù hợp với nhu cầu của mình, các bạn chú ý dưới phần mô tả của video mình sẽ để lại cái link mua hàng cho các bạn tham khảo và chắc chắn với các bạn luôn ở đấy sẽ có một cái mức giá cực kỳ cạnh tranh so với mặt bằng chung của thị trường hiện nay. Rồi và video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.